Ủa, ai vậy? Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Ủa, hôm nay con đi làm mà học bài gì nữa? Dạ, hôm nay đi làm nhưng mà vẫn phải học để bán được sản phẩm á chị. Cưng bán gì? Em bán điện thoại, em bán Oppo. Dạ hả? Bán đâu cưng? Bán ở dưới Viettel với Mỏ Cày chị. Ờ, là có nghĩa là hôm nay cưng đã đi làm rồi. Hôm nay đi làm rồi nhưng mà em chưa có được chưa có được nói gì với khách hàng hả? Em cũng đứng bán rồi nhưng mà kiểu như em chưa có hiểu sâu về sản phẩm á. Ừ. Nên là phải học để tư vấn. Ừ. Đâu học sao cho chị học với coi. Nhiều lắm. Mình viết tự viết ra hả? Có người dạy cho mình gì vậy? Dạy online á chị, hồi nãy em mới học online xong mới chạy xuống đây nè. Học online ở trên cái sẽ có người dạy mình, sẽ có người dạy xong rồi. Giống như là một thầy mà dạy cả ngàn học sinh trong nhiều khu vực khác nhau phải không? Thì cứ lên đó học. Một giống như ở Bến Tre thì ví dụ như đợt 1 thì có những ví dụ đợt 1 là có 7-8 người gì đó thì người ta sẽ dạy đợt 1. Xong rồi tới đợt 2 là mấy người á là dạy cho mình cách mà mình sẽ khi khách hàng vô mình sẽ hỏi những gì rồi mình sẽ rồi cứ tưởng tượng chị là khách hàng đi rồi chị mới bước vô mở cửa bước vô hỏi là chị muốn em hỗ trợ gì không ạ? Không, chị hết vô đây chơi thôi. Nhưng mà chị thích cho đi chơi nhưng mà bây giờ chị cần một người thuyết phục để chị mua một cái điện thoại. Nhưng mà thuyết phục được chị mới mua nha, không thuyết phục được chị không mua. Chị có để ý dòng sản phẩm nào không mẹ? Chị tên thị trường thì có nhiều sản phẩm lắm, chị cũng không có rảnh không. Nhưng mà chị thích cái nào đó mà hình đẹp đó, lo lớn rồi xài tốt. Bên em mới ra dòng sản phẩm của Oppo Reno 6 á. Chị có muốn trải nghiệm sản phẩm không ạ? Sản phẩm mới ra nó có rất nhiều chức năng, cụm camera, bộ nhớ ngoài bộ RAM 8GB, bộ nhớ trong 128, có thể nâng thêm 5 RAM nữa. Rồi chụp hình có chế độ chụp hình lấy nét, chụp hình bokeh LED. Nhiều quá. Chưa hưởng hết hả? Nhiều quá. Nói vậy? Chung là nhưng mà giá cả nó làm sao em? Giá nó là 9 triệu, hình như 9 triệu 9,590 ngàn hay 9 triệu 690 vậy chị. Tại vì là kiểu như theo ví dụ như nó mới ra cái điện thoại nào á, mình phải học thì cái điện thoại đó mình bán là mình chỉ tập trung bán cái điện thoại mới nhất đó thôi. Những cái điện thoại mấy dòng sản phẩm cũ thì người ta đã biết rồi. Sản phẩm cũ thì nếu người ta hỏi thì mình mới tư vấn. Nhưng mà mình vô thì mình sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm mới vừa ra. Giống như ở mấy chỗ điện máy xanh đổ phải không? Dạ, mà tại vì em đứng ở bên Viettel, muốn đứng trong điện máy xanh thì cũng bị chen vậy, nhưng mà đứng khác chỗ đứng rồi à. Công việc thì cũng cưng được ngồi không? Vô đứng thì có được ngồi không hay chỉ đứng thôi? Đứng rồi chừng nào mỏi chân thì ngồi. Nói chung là mấy anh chị ở chỗ em á dễ thương lắm, thì cái em vô cái nói em là mới vô thì chưa đứng quen thì cứ ngồi lại đi, không sao hết đó, mỏi chân thì ngồi. Mà em đứng hai bữa đầu thì về là em bị đau 10 đầu ngón chân, em đi không được luôn á. Xong rồi mấy bữa kế này, cái bữa nay là em đỡ rồi. Kiểu như quen rồi chị. Nhưng mà vẫn còn hơi bị đau xíu. Ai là gì là Tư Tiền đang ngủ mà hồi nãy giờ phụ chị ba mệt cho nên là lăn ra ngủ rồi đó. Khánh thì Khánh nấu đồ ăn ở dưới đó. Đây là sinh hoạt trong một ngày của mấy chị em với nhau đó, cũng như là em Như thì hôm nay thì em Như lúc trước chưa đi làm thì có tới chơi với mấy chị em, nhưng mà bây giờ thì cũng đã có cái công việc làm rồi cho nên là lâu lâu có dịp thì sẽ ghé qua. Nhưng mà đặc biệt là ngày thứ bảy tuần này bắt buộc phải ghé nha, nhớ không? Thứ bảy tuần này. Hôm nay thứ bảy tuần này nha chị. 5 giờ mấy vậy nha. Ủa nhưng mà thứ bảy tuần này Kim với tiếng Anh ấy được không ta? Đi đâu? Đi sinh nhật Thắng với thằng Ủa gì hả? Mà tao không biết là đi thứ mấy, nhưng mà nó nói là làm sinh nhật cho hai đó đó. Không biết nha. Ai biết đứa hẳn tụi nó tự sắp xếp, tụi nó tự hứa chứ hai đâu có sắp xếp cho tụi nó đâu. Rồi buổi chiều nay em được nghỉ mà muốn chết luôn. Tại vì chị không biết tụi cưng nghỉ ngày nào làm ngày nào,
giờ nào rảnh cho nên là chị để cho hai đứa nó sắp xếp luôn. Kệ nó, chừng nào sắp xếp được thì mình nói chị đi mua đồ qua. Ừ. Ta sửa mũ mỏ cài ha, ở đây cứng. Em về nhà em làm mỏ cài sáng à. Em về hồi 11 giờ em ra ca. Mà ngọc ngày bằng mấy ca? Ngọc ngày bằng 2 ca. Chiều ca sáng là từ 7 giờ rưỡi tới 11 giờ. Ừ. Ca chiều là từ 12 giờ rưỡi cho tới 5 giờ. Ừ. Rồi bữa nào mà khách đông, có khách nhiều thì mình sẽ ở lại trễ xíu. Ừ. Tại vì chiều nay em có học nên là học online á, nên là cho em có ca chiều. Ừ. Ăn như, tháng Như mua cho qua ăn, mà giờ qua mời ngược lại tự nhiên. Nó biết em ăn không được nên nó mới mời á. Sao vậy? Em nói nó tổ không được. Hả? Nó hỏi ăn gì không, mua ăn nhiều gì không, nó hẹn nó tổ nó kêu mua. Nè, Cưng làm một tháng vậy thì có nói lương cơ bản cho Như. Lương thử việc là 2 triệu mấy chị, đó là lương cứng á. Còn mình bán một cái sản phẩm ra mình sẽ ăn hoa hồng bao nhiêu một cái á. Ừ. Vậy á. Nhưng mà em thấy cái chỗ em đứng nó hiu quạnh lắm. Tại kế bên đó là thấy di động mà người ta tò vô thấy di động à, qua bên em mua điện thoại đó. Cái vị trí nó không có thuận lợi á. À, nên là một tuần làm mấy ngày vậy? Một tuần làm một tháng nghỉ được 3 bữa thôi. Một tuần làm full luôn á. Ủa tháng nghỉ 4 bữa chứ? 3 bữa à. Còn một ngày chủ nhật phải đi làm thay nhau phải không? Một ngày chủ nhật là bắt buộc phải đi làm. À, có nghĩa là người này thay người kia. Không, cái chỗ em đứng có mình em bán đó hả? Ủa? Tôi chỉ có một chị bán Vivo mà chỉ làm trong lâu rồi. Vậy là không có cạnh tranh luôn á. Có cạnh tranh Vivo đó, nhưng mà kiểu như khách nó không quan trọng là không có khách vô luôn. À. Khách chỉ vô thấy động cái bên thường thường mua điện thoại tao vô tổng không à. À. Chị ai mà coi gì theo mua đâu. Ừ. Nhưng mà em kiểu như đi mới vô là em đứng đó thử việc kiểu mà một tháng hai tháng cho quen á. Ừ. Rồi mới mốt tính nữa. Ừ. Chứ giờ mới vô cũng chưa quen á. Ừ. Rồi tư rồi nghỉ tư cưng ở đâu nghỉ tưa? Tôi em nghỉ tại chỗ đó luôn. À, có chỗ có phòng cho mình nằm mà nghỉ không? Có cái giống như cái kho gì á chị. Ừ. Xong rồi tổng nghỉ. À, mấy anh chị tổng cũng dễ thương á, mới vô thì cũng giúp đỡ em, mà thấy em kêu em ngồi đi mỏi chân á thì ngồi để cho chị ấy cho. Ừ. Chung là cũng là thông cảm với nhau mà sống á, đó là một sự thông cảm với nhau mà sống. Đó, còn là mấy anh chị làm tổng 2-3 năm, 7-8, 9 năm không mà có em là mới vô, em nhỏ nhất trong đó luôn á. Ngủ ngon không tiền? Nãy đi tư ngáy quá chừng. Con ngáy, ngủ không được, ngáy. Ô, con qua làm em mới qua hả chị? Em qua nãy giờ chắc ra 10 phút. Nãy không làm nữa. Dạ không, chiều nay em được ớt để ở nhà học. Ở nhà học bài mà qua đây gửi sao thuộc bài? Đi chơi thằng muốn tập bài. Tối nay bài em định nó mà lâu rồi không học bài. Nhiều buổi học bạn quên lại không nhớ cách học bài. Thôi vậy hả? Quên là không nhớ học sao cho hụt nữa. Nói gì chị ba đâu rồi? Không biết chị ba đâu rồi. Nói gì ra ngoài phải không? Ừ. Ngon không? Bánh tét ngon không? Hay tét đây. Ngon hả? Hồi sáng giờ qua chưa hết tóc cho hai nè thấy không? Nhớ không? Nhớ. Y như hồi nhỏ đấy, mẹ kêu mẹ bận đồ cho tới khi đi học nhớ không? Nhớ. Ừ. Ở đây qua cầm cái nút bạc của chị ba lên tên này kìa. Vi. Vi hả? Hàng gì ngày hôm qua hay kiếm quá chừng mà không kiếm ra. Ai ngỡ tên đây. Nó cầm lên nó kiếm khăn giấy nữa, nó lao mà không có. Nó lao hả? Mà không có khăn giấy. Có, nó lấy bông bị sàn qua nó lao rồi. Dở dữ vậy. Nè, lớp mắt nhẩm nhẹo hơn hả? Càng ngày càng lớn càng dễ thương ha. Biết con ai ngộ. Ăn làm gì? Không có ăn, nó cút rồi. Dạ, để đi. Ở ăn bánh trái, nó cút rồi. Ủa,
chỉ ăn cá ngát bánh tráng cộng của chị Mai không á. Cũng có không ăn gọi mà không phải mày ăn. Ăn hai đứa tâm sự đi, lâu quá không gặp nhau, có chuyện gì có để không bà vậy? Không bà chung không? Có gặp về không? Không bà chung hồi đó có gặp về không? Đó đi học hả? Ừ. Có. Có chứ. Cặp dê hơi bị, cặp dê vòng vòng hơi bị dữ nghe, hai đứa em cặp dê hơi bị quay nó không có chủ đề nhưng mà cặp dê vòng vòng mà. Ừ. Thôi kệ, gán đi, có việc làm cho biết. Cho biết đi làm với người ta. Với lại vô trỏng thì làm trong mát nữa, khỏe. Những nhiệm vụ của mình thì cũng nó kiểu mà nó nhẹ nhàng á. Coi như làm kiển đi. Đúng rồi, làm kiển giống y như chị luôn chị. Tại vì thường thường có thế động có khách đúng không? Thì chị đi thì chị tư vấn khách, còn bên em đâu có khách đâu. Các em đứng ngay cái cửa á, các em cầm cái bình xịt á, cứ khách ra các em tay tư vô. Cái chỗ là người ta thu tiền điện nước là nhiều. Cái khách vô các em mở cửa, em cúi đầu, cái khách ra các em đóng cửa, em cúi đầu. Em cứ công việc hàng ngày từ sáng tới chiều là vậy á. Cúi đầu. Giống như cúi đầu xong mở cửa rồi xong. Giống đứng làm kiển. Nhìn từ ở trong đây nhìn ra ngoài thì thấy là mấy anh đang lắp cái ban công ở ngoài đó.